Vâng, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đang xem video của bác sĩ Phong UST Hải Phòng. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời và chúng ta đang trở lên giàu có hơn, hạnh phúc hơn và tự do hơn. Bác sĩ Phong vừa đáp chuyến máy bay từ Đà Nẵng xuống sân bay Cát Bi của thành phố Hải Phòng và hiện nay đang chờ vợ bác sĩ Phong tới đón và xin phép giao lưu với tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn trong ít phút. Và ngày hôm nay bác sĩ Phong có một cái chủ đề vô cùng hot, đó là gì ạ? Nào, sự trả bài của một hot girl Cà Mau. Nếu tất cả các cô chú, các anh chị ai đang là người ở Cà Mau thì hãy xem video này và hãy like share cho tất cả các cô chú, các anh chị em ở Cà Mau cùng vào tương tác ạ. Xin chào Đỗ Xuyên. Và bác sĩ Phong vừa mới đáp máy bay từ Đà Nẵng sau một chuyến công tác từ Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và vừa mới đáp máy bay xuống tới thành phố Hải Phòng, thành phố mà bác sĩ Phong rất là yêu thích. Và hôm nay có một chủ đề mà bác sĩ Phong đã được giao lưu với các cô chú, các anh chị vào buổi sáng ngày hôm qua, đó là gặp một hot girl ở Cà Mau. Và theo như lời hứa ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có việc trả bài cho tất cả các cô chú, các anh chị đã theo dõi video ngày hôm qua để gặp gỡ một hot girl ở Cà Mau. Người con gái đó thì các anh chị biết like, các anh chị có thể xem video của buổi sáng ngày hôm qua khi chúng tôi có một buổi giao lưu tại một quán cà phê rất đẹp ở thành phố Đà Nẵng. Và theo đề xuất, theo nguyện vọng của rất nhiều các cô chú, các anh chị trong video đó, mong muốn được giao lưu lại với lại hot girl người Cà Mau, bạn Diễm Quỳnh. Không biết Diễm Quỳnh đã vào trên Diễm Quỳnh đã vào video chưa? Nếu Diễm Quỳnh đã vào rồi hoặc ai đó biết Diễm Quỳnh, Facebook của Diễm Quỳnh, hãy tăng tên để bác sĩ Phong sẽ mời Diễm Quỳnh lên giao lưu cùng với tất cả các cô chú, các anh chị ạ. Chào Đỗ Ngà nhé, chào Huỳnh Diễm Kiều. À đây rồi, Huỳnh Diễm Kiều đã xuất hiện. Thật là vui mừng khi được Diễm Kiều xuất hiện, đúng không ạ? Chúng ta hãy thả thật nhiều like, nhiều tim nữa đi ạ. Hãy thả thật nhiều like, nhiều tim để lát nữa chúng ta sẽ có hot girl Cà Mau trả bài cho chúng ta đi ạ. Chào A Phú Ngọc Bình. A Phú Ngọc Bình hóng em Diễm Kiều trả bài từ hôm qua đến giờ, đúng không? Và trong khi chờ Diễm Kiều trang điểm chuẩn bị lên để có thể giao lưu tương tác cùng với các cô chú, các anh chị, thì bác sĩ Phong xin được giới thiệu với lại tất cả các cô chú, các anh chị đang xem video cũng như là những cô chú anh chị sau này sẽ xem lại video này. Thì Phong tên đầy đủ là Nguyễn Trung Phong, sinh năm 1982, sinh ra tại một làng quê nghèo vùng núi của tỉnh Quảng Ninh, trong một gia đình có ba anh chị em. Tại vùng núi tỉnh Quảng Ninh đó thì điều kiện học tập rất là tốt, vì vậy nên bác sĩ Phong học 3 năm mới tốt nghiệp được lớp 1. Bác sĩ Phong 3 năm mới học tốt nghiệp được lớp 1. Và vì quá học quá là siêu như vậy nên bố mẹ bác sĩ Phong đã quyết định chuyển bác sĩ Phong về với quê ngoại ở Kim Thành, Hải Dương. Và sau khi về ở quê ngoại ở Hải Dương thì bằng nỗ lực của mình thì Phong cũng đã phấn đấu học tập và thi đỗ 3 trường đại học, đó là Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hàng Hải Việt Nam và Đại học Nông Lông Thái Nguyên. Và Phong đã chọn sự nghiệp gây dựng sự nghiệp của mình tại Đại học Y Dược Hải Phòng. Sau 6 năm học tập phát triển bản thân tại Đại học Y Dược Hải Phòng thì Phong ra trường và trở về quê hương Kim Thành để công tác trong lĩnh vực ngành y tế. Và tại đây thì Phong học tiếp 4 năm về chuyên ngành răng hàm mặt, đó mất 10 năm trong học tập trong lĩnh vực ngành y. Và sau đó thì Phong có chuyển công tác xuống Viện Y học biển Việt Nam, là một bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở làm việc tại thành phố Hải Phòng. Và sau đó thì Phong có cùng với lại các anh chị em cộng sự của mình xây dựng cho mình một chuỗi 6 phòng khám nha khoa ở Hải Dương và Hải Phòng. Và trong quá trình điều hành phòng khám nha khoa thì Phong đã phải học rất nhiều các lớp phát triển bản thân, cũng như là đọc rất nhiều sách về tư duy kinh doanh và đầu tư để phục vụ cho quá trình đầu tư của kinh doanh nha khoa của mình. Và vô tình thì Phong biết đến cái cơ hội đầu tư cổ phần vào tập đoàn UST. Và từ đó thì Phong đã tìm hiểu rất kỹ. Sau 3 ngày tìm hiểu rất là kỹ lưỡng về tập đoàn UST thì Phong đã quyết định trở thành cổ đông của tập đoàn với việc tài trợ vốn để cho công nghệ này. Năm 2019 thì Phong có được cơ duyên sang với thăm tập đoàn tại Belarus và được gặp gỡ ngài chủ tịch cũng như là trải nghiệm con tàu Skyway, thì Phong nhận ra đây là một cơ hội quá là tốt.
cơ hội thực sự là tốt, sẽ giúp bác sĩ Phong cũng như là gia đình nhà mình, họ hàng nhà mình giúp được nhiều người nữa có thể trở lên giàu có hơn, hạnh phúc hơn thông qua việc là sở hữu cổ phần của tập đoàn UFP. Vì vậy ngày hôm nay thì và khi tham gia vào cộng đồng các nhà đầu tư ủng hộ công nghệ UFP thì Phong đã được giao lưu, gặp gỡ và làm quen với rất nhiều các cô chú, các anh chị có tư duy về đầu tư kinh doanh rất là hay. Và trong đó có một người em mà Phong đã được gặp lần đầu tiên trên Hà Nội và lần thứ hai tại thành phố Đà Nẵng vừa rồi. Thì với việc gặp gỡ ở trên Hà Nội thì Phong thấy là cô bé đó hot girl ở Cà Mau nhưng mà ra tận thủ đô Hà Nội để học tập, để tìm hiểu công nghệ một cách rất là chăm chú. Đó là những ấn tượng đầu tiên khi bác sĩ Phong gặp bạn Diễm Kiều. Sau đó thì anh em có kết nối Facebook với nhau và tuy nhiên cũng 2-3 năm rồi chưa có dịp gặp lại, bởi là dịch cũng không có gặp lại Diễm Kiều. Tuy nhiên thì thông qua chuyến công tác tại Nghệ An, Huế và Đà Nẵng thì bác sĩ Phong đã được gặp lại em Diễm Kiều trong một buổi khai trương của văn phòng UST Đà Nẵng. Vì vậy sau đó thì Phong đã kết nối với em Diễm Kiều và hai anh em đã có một buổi trò chuyện cà phê và chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong sự nghiệp phát triển đồng hành cùng với UST. Và theo nguyện vọng của tất cả các cô chú các anh chị mong muốn được Diễm Kiều giao lưu và chia sẻ hơn nữa nhiều bài học kinh nghiệm từ Diễm Kiều. Vì vậy là bác sĩ Phong bây giờ sẽ mời em Diễm Kiều lên để có thể là giao lưu cùng với lại tất cả các cô chú các anh chị nhé. Và để cái video này lan tỏa được nhiều giá trị nữa thì nhờ cánh tay nối dài của tất cả các cô chú các anh chị hãy chia sẻ video này lên tường Facebook Zalo của mình ạ. Hãy thả nhiều like, nhiều tim nữa để chúng ta cùng đón một hot girl ở Cà Mau, đó là bạn Diễm Kiều ạ. Rồi, bác sĩ Phong đang mời em Diễm Kiều giao lưu cùng với tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nhé. Các anh chị hãy thả like, thả tim nhiều nữa đi ạ. Rồi, xin chào Diễm Kiều. Hello Diễm Kiều. Chúc em có một ngày thật là nhiều năng lượng, vui vẻ và một bữa trưa, lát nữa có một bữa trưa thật là ngon miệng. Và em có thể giới thiệu lại về bản thân mình cho tất cả các cô chú, các anh chị đang xem video của bác sĩ Phong UST Hải Phòng về bản thân, câu chuyện bản thân của mình đúng không ạ? Dạ, em buổi sáng chúc anh bác sĩ Phong một ngày mới tràn đầy năng lượng và tràn đầy niềm vui ạ. Em xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của em là Quỳnh Diễm Kiều, em là người gốc Cà Mau. Và em sinh năm 92, hiện tại thì Diễm Kiều cũng đang công tác ở Đà Nẵng. Và rất là may mắn Diễm Kiều đã được gặp anh lần này là lần thứ hai để mà anh em hội ngộ với nhau. Diễm Kiều thì trước kia cũng rất là cũng có một cái gọi là mình mong muốn, mình khao khát, tại vì mình nằm ở trong cái phải nói là quê của Diễm Kiều nó nằm tuốt ở trong vùng ven á, thì Diễm Kiều cũng một cái khao khát của bản thân mình là mong muốn được giàu có và mong muốn được đi rất là nhiều nơi, tại vì ở quê Diễm Kiều thì Diễm Kiều rất là ít đi đâu đó mà xa hay là được tham quan nhiều nơi lắm, nên đó là cái khao khát Diễm Kiều rất là lớn điều đó. Và thật ra thì Diễm Kiều cũng đã đi làm rất là nhiều công việc, rất là nhiều công việc khác nhau rồi. Và khi mà làm nhiều công việc như vậy thì Diễm Kiều mới biết rằng là cho dù mình nỗ lực một ngày 8 tiếng, 10 tiếng hoặc là thậm chí là mình nỗ lực làm 2-3 công việc một lúc đi chăng nữa cũng không thể nào bứt phá được tài chính của mình. Nên đó là khi biết đến cơ hội ở nước cai thì Diễm Kiều đã đồng hành cũng như là đã tập trung 100% cái trí tuệ và thời gian của mình để tập trung vào tập đoàn ở nước cai ạ. Ơn lời giới thiệu rất là tuyệt vời của em Diễm Kiều. Và tôi thấy là có rất nhiều các cô chú anh chị ngày hôm qua đang xem video của bác sĩ Phong với Diễm Kiều thì ngày hôm nay đã quay lại để tương tác và mong muốn được giao lưu cùng với lại em Diễm Kiều. Chào Hoàng Vân nhá. Chào anh Nguyễn Xuân Toàn, hôm qua anh Nguyễn Xuân Toàn cũng đã xem và hôm nay lại tiếp tục vào tương tác và giao lưu cùng với lại chúng tôi ạ. Chào Loan Giáp, chào Nguyễn Ngọc Bình, Phủ Ngọc Bình hôm qua cũng xem video và ngày hôm nay đều mong muốn được vào để giao lưu với Diễm Kiều. Diễm Kiều ơi, hôm qua có một cái lời đề nghị của rất nhiều các cô chú, các anh chị, anh chị em xem video. Và ngày hôm qua thì bác sĩ Phong sau khi buổi tối dự tiệc ở bên Đà Nẵng về thì đã xem cái video buổi sáng của Diễm Kiều với bác sĩ Phong thì đã được gần 2.000 lượt xem rồi. Đó là một con số rất lớn với những cái video đầu tiên ạ. Và chính vì sức hút của Diễm Kiều và đặc biệt là rất nhiều khán giả hóng được nghe
Đấy, anh Sơn Toàn nói à? À, Diêm Kiều có đọc được comment không? Muốn nghe em Diêm Kiều hát đấy. Giọng hát Cà Dạ Mau rất em là dễ thương đúng không? Nghe nói Cà Mau xa lắm nhưng mà thực sự Cà Mau rất gần trước ngay ngay trước mặt các cô chú anh chị đấy ạ. Hãy thả nhiều like nhiều tin cho Cà Mau để chúng ta cùng được nghe hát từ bạn Diêm Kiều đi ạ. em cảm Diêm ơn Kiều hôm nay có thể hát được không nhỉ? dạ cảm ơn anh cũng như là tất cả những anh chị em đã ủng hộ cho Diễm Kiều. Thật ra Diễm Kiều quê người Cà Mau thật, nhưng mà Diễm Kiều không biết hát đâu, mà hát cũng không có hay lắm đâu. Nhưng mà Diễm Kiều cũng mong muốn rằng là khi mình có thể gửi tặng một bài hát cả nhà mình ngày mới tràn đầy năng lượng ạ. Bài Nhất hát trí cũng là hát hay không bằng tiếng quê hát hương đúng không? của Diêm Kiều Diễm có laptop ở đấy có thể mở mở nhạc lên thì bác sĩ Phong đang ở sân bay cắt đi Hải Phòng nên là không mở được nhạc. Dạ. Rồi, em xin 3 phút để hát nha cả nhà. Cả nhà ủng hộ Nhất em trí nha, cho cả nhà anh mình 30 hãy phút chia thôi. sẻ cái video này lan tỏa nhiều hơn nữa để ủng hộ Diễm Kiều cũng như là cho Diễm Kiều động lực để có thể hát hay hơn ạ. Cảm ơn cả À, nhà cho triệu mình. like, triệu like luôn. Chiều hôm rất hay và hát đặc trưng của Cà Mau đúng không? Hát hay nhưng Cảm không bằng ai hát, chúng ta hãy tự ơn hào về quê hương của chúng ta đúng không? Đó là Cà Mau. anh. Và bác sĩ Phong cũng đã có dịp tới Cà Mau năm 2019, bác sĩ Phong sẽ lái xe của gia đình đó. Lái xe từ Hải Phòng vào Cà Mau trong một chuyến xuyên Việt 22 ngày cùng với lại vợ và hai đứa con thân yêu của bác sĩ Phong tới Cà Mau. Và đến Cà Mau thì các anh chị hãy tham quan rừng U Minh cũng như là ăn cua Cà Mau rất là ngon. Cảm ơn Diêm Kiều và hát rất hay. Và ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có buổi giao lưu nói về Kim Tứ Đồ đúng không ạ? Và con đường để đạt được tự do tài chính. Và ngày hôm nay thì khi mà bác sĩ Phong ngày xưa đọc được Kim Tứ Đồ thì cũng đã xác định ngay là con đường của mình mong muốn trở thành đó là trở thành nhà đầu tư, đó là ở OD. Vậy thì Diễm Kiều có thể chia sẻ cái con đường của Diêm Kiều từ một người làm công lãnh lương, một người làm thuê và bạn đã tiến đến con đường của OD là tham gia vào cơ hội của các nhà đầu tư thì Diêm Kiều có thể chia sẻ cái con đường mà Diêm Kiều tới với nhà với lại cộng đồng các nhà đầu tư như thế nào không ạ? Em cảm ơn anh. Thì Diễm Kiều cũng giống như tất cả anh chị em chúng ta thôi, tại vì chúng ta mong muốn được giàu có, ai cũng mong muốn được đi khắp nơi, ai cũng mong muốn để mình có thể ăn những món mình thích và được báo hiếu ba mẹ một cách nhanh nhất, sớm nhất. Nhưng mà chúng ta có rất là nhiều cách để kiếm tiền khác nhau. Có thể có nhiều anh chị em có thể ly công công nhân, có thể học nỗ lực để làm bác sĩ, công an, kỹ sư, rất là nhiều cái công cụ để chúng ta kiếm tiền. Nhưng quan trọng nhất là khi mà Diễm Kiều biết đến Kim Tứ Đồ thì Diễm Kiều mới biết là cho dù mình nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì mình nhìn lại xem cái quá khứ của ba mẹ mình cũng đã nỗ lực rất là nhiều, đời ông đời bà của mình nỗ lực rất là nhiều, vì sao đến bây giờ đời mình vẫn phải nỗ lực và đời mình vẫn phải đi kiếm tiền. Thì lúc đó thì Diễm Kiều cũng đã có chia sẻ là Diễm Kiều đã học đi học phát triển bản thân. Và khi mà Diễm Kiều học phát triển bản thân thì Diễm Kiều biết rằng là cho dù mình có nỗ lực nhiều hơn đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào bằng cách là bắt tiền làm việc cho mình. Tại vì tiền nó không biết mệt, nó không biết giống như mình đâu. Đấy, nó không biết khóc, biết khổ giống như mình, là mình kiếm một đồng tiền cực kỳ khó luôn. Ở thì Diễm Kiều đã biết cách là vận dụng kiểu như là mình làm sao mà vận dụng được cái đồng tiền nó có thể đi kiếm tiền làm việc cho mình. Mình không cần làm gì hoặc là mình chỉ cần biết dùng cái đồng tiền đó để nó hoạt động thôi. Thì rất là may mắn là Diễm Kiều đã biết đến cơ hội của Nikkei. Thì khi mà biết đến cơ hội Nikkei thì Diễm Kiều đã cho phép mình được bước chân vào cánh cửa giàu có này, và Diễm Kiều đọc được cuốn sách Cha giàu cha nghèo thì Diễm Kiều mới biết được rằng là muốn giàu có là phải đầu tư, và muốn đầu tư thì mình bắt buộc mình phải biết phải chấp nhận mạo hiểm. Và lúc đó thì Diễm Kiều đã chấp nhận mạo hiểm cho chính cuộc đời của mình. Ở thì Diễm Kiều đã bước vào cơ hội Unikai và tìm hiểu một cách chi tiết rõ ràng. Tại vì khi mà các anh chị em chúng ta muốn làm một cái việc gì đó phải có những cái tiêu chí để lựa chọn, giống như mình lựa chọn người yêu, mình lựa chọn chồng vậy, mình phải có tiêu chí để lựa chọn. Thì khi mà có đạt được những tiêu chí mà mình đã đưa ra thì mình quyết định là mình đi sâu hơn đi sâu hơn và mình tìm hiểu một cách nghiêm túc thật sự, tại vì đây là chính là cuộc đời của mình. Tại vì người ta giúp mình cho mình thông tin, như chính mình là người quyết định được chính cuộc đời của mình, không ai thay thế, không ai giúp mình được hết cả.
Nếu như mình trần trừ, mình không đưa ra quyết định và mình nghèo khổ thì cũng chính mình là người chấp nhận được điều đó thôi. Nên đó là khi mà Diễm Kiều biết đến cơ hội này rồi thì Diễm Kiều đã dành thời gian cũng như là tập trung 100% cái công sức của mình, dùng trí tuệ của mình để mình có thể hiểu về tập đoàn một cách chi tiết nhất. Thì Diễm Kiều rất là biết ơn cái người sáng gọi là các anh chị em cổ đông của Sky thì hay gọi là một là ngài, cái từ ngài, nhưng mà với Diễm Kiều nói là một giống như một người ông, giống như một người ông của mình. Và ông đã dành cả cuộc đời của mình, dành cả cuộc đời thanh xuân của mình, hơn 40 năm để dành để nghiên cứu ra cái công nghệ này. Nếu như mà ông bán đi cái bí quyết của ông thì ông đã trở nên giàu có rồi, nhưng mà ông không làm điều đó, và ông đã dành cả cái thời gian cuối cùng cuộc đời mình, bây giờ 73 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa nghỉ ngơi, vẫn còn đang ở ngoài công trình, vẫn đang làm việc. Đấy, thì các anh chị em có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu. Và cái điều mà Diễm Kiều cũng muốn hỏi anh Phong là như thế này: có phải là khi mình mở một cái doanh nghiệp đầu tư hay là kinh doanh gì đó, có phải là xin giấy phép cực kỳ khó và rất là nhiều giấy tờ hay không ạ? Tại vì anh Phong là một trong những người đã học 10 năm về ngành y rồi, về ngành nha khoa của mình, và đã tự mở cho mình trong vòng 10 năm mà anh có thể mở được 6 doanh nghiệp, mà mỗi doanh nghiệp đều là những cái mặt bằng cực kỳ lớn, một tháng 5-60 triệu một tháng. Thế thì anh làm như thế nào, và nó có khó khăn hay là những cái trở ngại như thế nào khi mà anh xin những giấy tờ hay không ạ? Đó là cũng những điều mà Diễm Kiều cũng muốn được trao đổi với anh, tại vì ngài chủ tịch đã làm, và một cái công nghệ to lớn như vậy hiện tại bây giờ là một tập đoàn rồi, thì sẽ rất là nhiều khó khăn đúng không? Thì Diễm Kiều cũng muốn được nghe những lời chia sẻ của anh khi mà anh mở cho mình cũng như là tự ra kinh doanh, và giấy tờ pháp lý thì nó có khó không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Diễm Kiều. Và trước khi trả lời câu hỏi Diễm Kiều thì bác sĩ Phong xin chúc tất cả các cô chú, các anh chị đang xem video này một lời chúc thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị đã vào tương tác. Cảm ơn Đặng Hồng Giang, cảm ơn Nguyễn Xuân Toàn, cảm ơn Lê Ngọc Định, cô giáo Lê Ngọc Định quê Cà Mau với lại Diễm Kiều nhá. Diễm Kiều chào cô giáo Lê Ngọc Định nhá, chào Kim Anna. Em chào chị nha. Chào anh Huy Thiệp. Đẹp trai đang tương tác cùng với chúng ta. Thế thì thưa các anh chị, là tôi là đã thành lập ba doanh nghiệp của mình, 6 phòng khám nha khoa. Thì tôi biết để nít được một cái doanh nghiệp lên trên thành công nó vô cùng khó, và phải đòi hỏi sự kiên trì vô cùng lớn với một nghị lực vô cùng lớn, các anh chị mới có thể tạo ra được một cái doanh nghiệp. Và chúng tôi trong cộng đồng UST, chúng tôi có những người gọi là ngài Iriski, là tổng công trình sư, với sự tôn kính. Còn với những cái người mà đã trực tiếp sang gặp chủ tịch tập đoàn, giống như Phong, thì thấy thực sự ngài là một người cực kỳ ấm áp, là một người cực kỳ là thân thiện. Mà có lẽ là với bác sĩ Phong thì bây giờ bác sĩ Phong đổi lại không gọi là ngài nữa, mà chúng tôi phải gọi là người cha già kính yêu, giống như Kiều gọi là của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy nếu tất cả các cô chú, các anh chị mong muốn tìm hiểu về cơ hội để các anh chị có thể sang với lại nhà đầu tư, thì hãy liên lạc với lại bác sĩ Phong hoặc Diễm Kiều để chúng tôi không được lắm, nên bác sĩ Phong đang ở sân bay và xe thì cũng đã đến đón rồi, và điện thoại thì cũng chuẩn bị hết pin, nên là vừa trên đi máy bay xuống, nên là xin phép được dừng video tại đây. Và các cô chú, các anh chị mong muốn được giao lưu với lại hot girl của Cà Mau, bạn Diễm Kiều, thì hãy cùng tương tác với chúng tôi vào 10:30 trưa thứ năm hàng tuần. Chúng tôi sẽ liên tục làm video để chia sẻ với tất cả các anh chị, được giao lưu với các cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Hải Phòng hoặc là Cà Mau nhá. Chào Diễm Kiều nhá. Chào cả nhà mình nha. Dạ, em chào cả nhà mình. Chào anh.